Bữa nay bà con về quê nhiều lắm rồi các bạn. Có xe của giao thông dẫn đường về nè. Bạn ơi, nhìn ở trong kiến chứa hậu nè, sao nhiều lắm rồi nha. Nhiều lắm. Đang ở Xuyên Á nè em ơi, đang ở Xuyên Á mình nè. Có xe của giao thông ở thành phố nó về nó dẫn đường nè. Ở sao quá trời nhìn nè, thấy không? Mỗi một huyện, mỗi một tỉnh, mỗi một khu vực thì nó sẽ có một cái đội để dẫn đường về cho bà con về quê hết. Ôi, chở con nít đó tội nghiệp lắm luôn á, chở đồ nhiều ơi là nhiều luôn á, mà chở thêm 2-3 đứa nhỏ nữa. Nhiều lắm luôn á, nhìn tội lắm luôn á. Hiện tại là giờ này là đang ngoài Xuyên Á, mọi người đang về nè. Còn ở sau nhiều lắm.
hôm mùng 5 tháng 5 tới nay là vẫn ở bên đây ý ơi, đâu có về bển được đâu. Còn ở sau nhiều lắm. Ừ, bữa nay cả này trống rồi đó, chừng nào rảnh chạy xuống ăn chơi luôn. Xuống trong thời gian chờ đợi làm ý có thể là bánh ăn cho ăn ké cũng được. Đây nè, hai vợ chồng anh chị này chở quá trời đồ luôn đó, mà chở mà nói là treo rủng lẳng toàn ten quá trời vô treo luôn, mà thêm hai đứa nhỏ nữa. Mà giờ này trời tối thui, phải đi xe về phải ẵm mấy đứa nhỏ nữa, đi làm ở Sài Gòn Bình Dương về cực lắm bạn. Đi phải mà phải chạy về kiểu này là đuối lắm á Xuyên ơi. Có đăng ký theo tour đó, nếu mà có xe máy mà chạy về gì cũng được đó, khỏi cần khai báo y tế đó. Đi theo đoàn nha, đi theo đoàn là không khai báo y tế, có giấy test Covid là mình đi về chung với đoàn dẫn đường luôn. Khi mới về đây em đâu biết vui vậy đâu, bây giờ mà kêu em làm trai thân đi, hay bắt em đi đừng bắt em làm gì. Ai xin ngã em ơi. À, thấy bà con không, chở đồ quá trời, chở đồ luôn nè. Đó, đồ đạc là treo có bao nhiêu rồi, chở cái nào mà chở về được là chở hết. Đoạn dài chưa? Thì mình đang ở trên cầu rồi, mình nhìn thấy tuốt đằng nẵng nó dài lắm. Mọi người chạy về quê là từ sáng cho tới tối luôn. Bắt đầu từ ngày hôm nay và những ngày còn lại thì bà con đi làm ở trên Sài Gòn, Bình Dương, Long An, đồ Đồng Nai đồ sẽ về quê. Ở
trời chở em bé luôn nè. Nó có em bé đó là tội nghiệp lớn nhất luôn á. Hai anh em nó xíu à. Ê, cho anh Tú đi qua mặt mà anh Tú anh chưa về kịp mà nữa ta. Ôi, mỏi lưng quá. Bà con mình đi làm ở trên Sài Gòn, Bình Dương đồ nhiều mà. Quá trời mấy anh này về chạy một bên một không hết. Tràn qua hai bên luôn.